Review kem lót nội địa Trung hot nhất hè này, kem lót Zeesia. Bên cạnh mỹ phẩm Hàn và Âu Mỹ đang thống lĩnh ở mảng làm đẹp tại Việt Nam thì mỹ phẩm nội địa Trung cũng đã bắt đầu có sự phủ sóng đa dạng với các sản phẩm khác nhau với giá thành khá là mềm cùng sự đa dạng rất lớn. Một trong những mỹ phẩm nội địa Trung đang được gọi tên nhiều nhất ở các diễn đàn, group trang điểm làm đẹp. Kem lót Zeesia. Zeesia là thương hiệu gì? Zeesia là một thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung Quốc được thành lập năm 2011 chuyên về các sản phẩm chăm sóc da, skincare và trang điểm. Đặc điểm chung về sản phẩm của hãng chính là được lấy cảm hứng từ những tác phẩm nghệ thuật, với mong muốn nâng cao giá trị cái tôi cá nhân trong các sản phẩm của mình, mang lại vẻ đẹp hiện đại cho phụ nữ. Hãng cũng nắm bắt rất tốt các xu hướng về làm đẹp đã và sẽ hot nên rất kịp thời tung ra các dòng sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh nhất. Chính vì vậy, các sản phẩm của Zeesia tại quê nhà rất được ưa chuộng và luôn nằm trong top bán chạy nhất với đa dạng các sản phẩm như son môi, kem nền, kem lót, phấn phủ, phấn mắt, mắt Kaza, Eline. Ở Việt Nam, Zeesia được biết đến nhiều nhờ các dòng son của mình và gần đây nhất là sản phẩm kem lót. Về thiết kế, mặc dù là mỹ phẩm nội địa nhưng kem lót trang điểm Zeesia được thiết kế không khác gì so với các sản phẩm Hygen. Thiết kế dạng chai hình trụ vuông được làm từ thủy tinh màu trắng đục, có thể nhìn được màu và dung tích của sản phẩm bên trong. Các phần góc cạnh bên hông được bo tròn vừa tạo sự sang trọng lại tạo sự an toàn cho người dùng. Ở bề mặt phần chai trơn bóng, có phần tên sản phẩm được in ngắn gọn, đơn giản màu đen tối giản và tinh tế. Phần nắp đậy màu đen in tên thương hiệu, không giống với kem lót khác phải đổ trực tiếp thì sản phẩm này có vòi bơm được gắn chặt vào thân chai giúp người dùng có thể áng chừng và lấy sản phẩm bên trong một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Kích thước vừa phải, dễ dàng cầm theo để sử dụng mà không cần phải chiết riêng bất tiện. Phân loại. Hiện tại hãng cho ra mắt 3 màu của kem lót để phù hợp với từng loại da khác nhau. Màu tím phù hợp với những bạn có làn da vàng, xỉn màu hoặc không đều màu, những ai có nước da nhợt nhạt. Màu xanh dành cho những ai đang có làn da đỏ do các vết mụn mới, các vết thâm đỏ sau quá trình nặn mụn, điều trị da chưa hết hẳn mà có nhu cầu make up, những làn da có mụn nhẹ. Màu nude thích hợp những ai có da trắng, trên da ít khuyết điểm, với mong muốn tạo được lớp nền trang điểm tự nhiên. Ngoài ra bạn có thể mix chung lại theo nhu cầu cho từng vùng da để lớp make up được đẹp và đều màu hơn. Thành phần chính của kem lót, đa số khi nhắc đến mỹ phẩm nội địa Trung, nhiều bạn sẽ e ngại là với giá thành rẻ như vậy thì liệu thành phần có an toàn cho da hay không? Câu trả lời chính là tùy vào hãng bạn lựa chọn, sẽ quyết định điều ấy. Ví dụ, bạn chọn những hãng uy tín như Zeesia thì sẽ thấy thành phần rất ổn và lành tính. Như trong kem lót này có các thành phần chính như Glycerin, có tác dụng cấp nước, giúp da luôn ẩm mượt, căng mịn và tăng độ đàn hồi cho da. Bên cạnh đó, Glycerin còn làm mềm da, giảm tình trạng thô ráp, sần sùi, làm dịu và phục hồi da sau kích ứng. Propylene glycol với nồng độ vừa đủ, có tác dụng như một chất bảo quản giúp ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của các loại vi khuẩn, nấm mốc. Ngoài ra, propylene glycol còn được dùng để cấp ẩm và ngăn chặn sự mất nước trên da. Titanium dioxide có tác dụng tăng độ che phủ, bảo vệ da trước các động xấu từ ánh nắng mặt trời. Vitamin E giúp hỗ trợ giữ nước, ngăn chặn sự thoát hơi nước trên tế bào giúp da luôn ẩm mịn, mềm mại. Điểm nổi bật, kem lót có kết cấu dạng kem vừa phải không quá lỏng cũng không quá DAC, giúp tạo lớp nền mịn màng, mỏng nhẹ khi trang điểm. Các dưỡng chất tốt giúp bảo vệ da hoàn hảo khỏi các tác hại sau. Có khả năng nâng tôn da một cách tự nhiên, giúp các bước đánh nền phía sau sẽ đẹp và lấp lánh hơn. Thành phần nhiều dưỡng nên đảm bảo dưỡng ẩm da tốt, không gây hiện tượng bong chóc hay kaki cho da. Khả năng kiềm dầu ở mức khá, giúp da thông thoáng, tránh được hiện tượng đổ dấu sớm ở trên da. Giá thành rẻ, phù hợp với nhiều người đặc biệt là học sinh, sinh viên. Điểm trừ, có paraben nên những bạn bị mụn nặng phải thật cân nhắc trước khi sử dụng. Vì là mỹ phẩm nội địa nên dễ bị nhái, bán hàng giả với lý do hàng xách tay, bạn nên mua tại các địa chỉ thật sự uy tín. Link mua kem lót Zeesia chính hãng tại phần mô tả bên dưới nhé.